Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An nhận bản tượng trưng hỗ trợ 12.100 phần quà tặng cho công nhân lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Đây là phần quà do công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh. Mỗi phần trị giá 190.000 đồng, gồm 1,5 kg thịt gà, gạo và nhu yếu phẩm, với tổng kinh phí gần 23 tỷ đồng, do công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam hỗ trợ cho công nhân lao động tại Long An đang tạm ngưng việc tại công ty. Sau nhận tượng trưng, số quà này được chuyển về Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành phố để gửi về các địa phương trao trực tiếp cho từng công nhân, người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh cố gắng từ nay đến ngày 29 tháng 8 sẽ hoàn thành việc trao 12.100 phần quà này nhằm tiếp tục chia sẻ, giảm bớt phần nào khó khăn của công nhân và người lao động trên địa bàn.